Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cái phương pháp ghép trục để lập bảng biến thiên của hàm số hợp. Đây là những bài toán vận dụng và vận dụng cao để chúng ta công phá điểm 8, điểm 9 và điểm 10. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Trước hết chúng ta làm câu 1 cho hàm số bậc 4 y bằng fx có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số rễ x bằng f của x mũ 3 cộng 73 x bình phương là. Chúng ta có 4 đáp án. Thì khi gặp những cái bài toán mà có cái dạng hàm ẩn, bởi vì đây là hàm số bậc 4 mà chúng ta lại không biết công thức của nó, và đi tìm cái số điểm cực trị của hàm số hợp cũng là một hàm số ẩn, hàm hợp của hàm ẩn, thì cái dạng toán này thì chúng ta sẽ đi theo dõi thầy hướng dẫn các em giải, bởi vì đây thầy không nêu được cho các em cái phương pháp giải một cái tổng quát, bởi vì nó liên quan đến giải tích ở cái bậc đại học. Thầy hướng dẫn các em thì các em thuộc các cái bước để các em đi giải cho nó nhanh. Dĩ nhiên khi giải những cái bài toán này thì cái điều đầu tiên các em cần lưu ý cho thầy, nếu cái hàm số ẩn mà có đồ thị hoặc là bảng biến thiên thì những cái bài toán như tìm điểm cực trị hoặc là tìm khoảng đồng biến nghịch biến hoặc là tìm điều kiện để phương trình có nghiệm thì luôn giải được bằng cách này. Tuy nhiên nếu như cho dấu của đầu hàm thì có những bài chúng ta có thể giải được và có những bài chúng ta không giải được bằng phương pháp này. Cho nên đây là điều các em cần phải lưu ý. Ở bài toán này thì hàm số bậc 4 là hàm số ẩn, có đồ thị rồi. Như vậy là chúng ta có cái bảng biến thiên của cái hàm số f này dựa vào cái hình ảnh của cái đồ thị này. Thì khi làm bài này thì các em lưu ý là thầy trình bày các bước để các em dẫn đến một cái phương pháp làm, chứ thầy không trình bày cái phương pháp chung, bởi vì nó liên quan đến toán cao cấp. Vậy thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm như sau. Trước hết là các em sẽ đánh dấu là hàm số này nó sẽ đạt cực tiểu tại B, đạt cực đại tại C và tiếp tục đạt cực tiểu tại điểm D này. A, B thì các em có thể A và E, các em có thể ghi cũng được, không ghi cũng được. Điểm không này chúng ta phải, điểm không này nó nằm giữa hai cái điểm cực đại cực tiểu thì chúng ta phải ghi các em ạ. Thì cách làm bài này như sau. Trước hết các em đặt U bằng x mũ 3 cộng với 3 x bình phương. Các em lấy đạo hàm U phẩy sẽ bằng 3 x bình phương cộng với 6 x. Chúng ta tìm nghiệm U phẩy bằng 0. U phẩy x bằng 0 thì khi phải chỉ khi là 3 x bình phương cộng với 6 x bằng 0. Và phương trình này chúng ta giải có hai nghiệm, một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm x bằng 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập một cái bảng biến đổi U theo x như sau. Trước hết đi lập cái bảng đó thì các em sẽ tính là tại x bằng 0 thì U tại điểm 0 thì bằng 0 này. U tại điểm âm 2 thì các em thay vào hàm số U này các em được là 4. Thì bình bây giờ U bằng 0 các em hiểu giống như là x bằng 0 vậy. Cái trục ô x bây giờ trở thành trục ô U của em nhé. Và cái trục OI này này là biểu diễn của hàm số RU. Em hiểu như thế. Bây giờ chúng ta sẽ xếp thứ tư cả cái giá trị U giống như x vậy. Thầy hướng dẫn các em xếp. Trên này là x, trên này là U này. Thì x chỉ có hai giá trị thôi, trừ 2 và 0. Em ghi U xuống dưới này. Trước hết á, thầy ghi tại những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý một tí. Tại U0 thì U tại điểm 0 thì nó bằng 0 tại vị trí này các em. Thầy ghi xong rồi thầy sẽ nói với các em. Rồi tại điểm 2 âm 2 thì U bằng 4. Bây giờ các em để ý này, tại sao có cái những cái số thầy ghi vào phía phải của điểm 0. Thì khi U bằng 0 thì các em hiểu như x bằng 0 nó nằm đây này. Thì lớn hơn 0 thì gồm có những điểm này C này,
4 này, điểm D này, điểm E này, các em ghi không được. Bây giờ từ trừ 2 đến 0, tức là U nhỏ hơn 0, thì U lấy từ 4 đến 0 các em này. Từ 4 đến 0 thì các em đếm ngược lại này. Từ 4 đến 0 đây, thì có cái số C, thì các em ghi số C vào. Bây giờ là U nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 4 thì gồm có những số này, C này, 0 này, B này, số A này, các em ghi cũng được, không ghi cũng được. Nhưng mà thầy ghi luôn. Như vậy là các em sẽ thấy, để ý cho thầy là những cái điểm giữa các cái điểm cực đại, cực tiểu mà đồ thì cắt trục hoành thì các em phải ghi. Các em nhớ như vậy. Như vậy là thầy có cái này rồi nha. Bây giờ các em hiểu là bây giờ chúng ta sẽ đi lập cái bảng biến thiên của RU này này. RU theo U thì chúng ta lập như sau. Bảng này người ta gọi là bảng ghép trục. X trên này chúng ta không quan tâm, mà chúng ta quan tâm đến U dưới này này. U dưới này các em này. Bây giờ chúng ta lập cái hàm số R theo U các em nha. Không phải RX thôi, RU, U sẽ bằng là X mũ 3 cộng với 7 bình phương. Thì bây giờ chúng ta lập cái R này là RU đây này. RU đó. Thì tức là lập bảng biến thiên của hàm số hợp. Như vậy ở đây thì các em quan niệm là U là giống như X trên này. Còn RU là giống như đồ thị của FX. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập như sau. Lập cái chiều biến thiên như sau. Chúng ta dựa vào cái chiều biến thiên của cái hàm số F này để chúng ta lập cái chiều biến thiên của hàm số RU. Trước hết các em để ý này. Tại D thì hàm số đặt cực tiểu, đúng không? Tại viết dây D. Và sau đó là đồ thị đi lên này các em. Đi lên bên phải thì chúng ta đi lên, tại E thì nó bằng 0, RU bằng 0, đi lên đến chiều vô cực. Thầy chỉ ghi đến đấy thôi, chứ thầy không ghi chiều vô cực nữa, bởi vì chúng ta đi tìm số điểm cực trì thôi. Bây giờ tiếp tục này, các em thấy tại điểm C này, tại C này thì nó điểm nó đạt cực đại tại điểm RC, đúng không? RC. Thì nhắc lại là RU cũng giống như FX ấy. Đi xuống 4, đúng không? Từ C đi xuống 4 thì đồ thị nó đi xuống. Đi xuống. Tại 4 thì F bằng 0 thì tiếp tục đồ thị đi xuống. Thì vẽ hai chiều mũi tên đó. Tiếp tục mình vẽ tiếp. Từ 0 mà đến C các em nhá. Từ 0 đến C thì cái đồ thị đi lên. Thì chúng ta đánh đi lên. Tại x bằng 0 thì U nó bằng 0 rồi. Cho nên chúng ta ghi vào đây. Tiếp tục. Lập chiều tiếp. Tại C các em này. Từ C đến 0. Từ C đến 0 các em này. Các em để ý này. Từ C đến 0 chứ không phải từ 0 đến C. Từ 0 đến C thì đồ thì nó đi xuống. Đi xuống. Thì chúng ta đánh cái mũi tên đi xuống. Từ C đến 0 các em nhé. Chứ không phải từ 0 đến C thì đồ thì đi lên. Như vậy là tại C thì chúng ta được giá trị cực đại RC. Bây giờ chúng ta lập tiếp. Từ 4 đến C. Các em để ý này. Từ 4 đến C thì đồ thì đi lên. Đúng không? Từ 4 đến C thì đồ thì đi lên. Thì các em vẽ mũi tên đi lên. Tại 4. Tại x bằng 4 tức là U bằng 4 thì cái giá trị của nó bằng 0. Giá trị của RU bằng 0. Tiếp. Từ C đến 4. Từ C đến 4. Thì đồ thị đi xuống. Các em này. Từ C đến 4 đồ thị đi xuống. Nhưng mà từ 4 đến C thì đồ thị đi lên. Từ C đến 4 đi xuống. Tại C thì nó cũng đạt giá trị cực đại là RC. Mình lập tiếp. Bây giờ chúng ta nói đến B đi, bởi vì đây là B là cái điểm cực tiểu. RB thì từ B đến 0 các em này, từ B đến 0 là đồ thì đi lên. Tại 0 thì tại U bằng 0 thì R bằng 0. Giống như X và FX vậy. Đi lên từ 0 đến C, từ 0 đến C thì đồ thì tiếp tục đi lên thì chúng ta vẽ đi lên. Bây giờ sau A thì chúng ta không viết được, chúng ta từ A mà đến B
kém, thầy đồ thì đi xuống không? A đến B đồ thì đi xuống. Thầy ghi A cũng được mà không ghi A cũng được, chỗ này không cần thiết lắm. Chúng ta chỉ ghi những cái điểm giáo điểm về trục khoanh là những cái điểm nằm giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu thôi, còn những điểm nằm phía ngoài chúng ta không ghi cũng được, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy nhìn vào đây thì các em thấy là các em phải để ý một cái là RC nó bằng nhau, thì các em vẽ cái chiều nó ngang bằng nhau đây này, chiều này ngang bằng nhau. RD các em thấy RD nó lớn hơn RB không, cho nên chúng ta vẽ cao hơn RB một tí. Những cái bài này không liên quan đến cái cao thấp, bởi vì chúng ta không phải đi giải và biện luận số nghiệm bằng đồ thị, mà chúng ta đi tìm số điểm cực trị của hàm số. Thì bây giờ các em nhìn vào đây này, thì cái RU này này nó có bao nhiêu điểm cực trị thì cái hàm số RX này cũng có bấy nhiêu điểm cực trị. Bây giờ chúng ta đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, như vậy có 7 điểm cực trị được các em. Như vậy là có 7 điểm cực trị. Chỉ chúng ta ghi, chúng ta chọn đáp án C. Như vậy các em thấy cái phương pháp này nó ngắn đúng không? Nhưng mà các em phải hiểu cái cách lập cái bảng giá trị của U. Thầy nhắc lại, khi lập giá trị của U thì các em sẽ xác định được hai cái giá trị hoặc một giá trị của U. Thì các em nhìn trên cái đồ thị của hàm số F để các em sẽ viết tiếp các giá trị của U. Cái dòng này không có thứ tự các em này. Không có thứ tự các em nhé. Không có thứ tự. Không có thứ tự cái gì cả. Cho nên các em lưu ý chỗ này cho thầy một tí. Và sau đó các em lập bảng ghép trục thì các em lưu ý là các em có cái bảng trên này. Thì từ đó các em dựa vào cái đồ thị để các em lập cái chiều biến thiên của hàm số RU. Và phương pháp này người ta gọi là phương pháp ghép trục. X này. Thì đến U này. Có nghĩa là U theo X. Rồi là chúng ta lập bảng biến thiên của hàm số RU. Cái sự biến thiên của hàm số RU như thế nào thì hàm số RX cũng có sự biến thiên tương tự như vậy. Như vậy là thầy nói qua cái phương pháp để các em nhớ. Bây giờ chúng ta sang cái bài thực hành số 2 để chúng ta hình dung các bước giải có giống nhau không. Bài số 2 là cho hàm số FX có bảng biến thiên. Như vậy đây là cũng giống như cho đồ thị đấy các em này. Cũng giống như cho đồ thị hàm số F, nhưng người ta lập bởi bảng biến thiên thôi. Như vậy là cách cho bảng biến thiên của hàm số F và cho cái đồ thị cũng như nhau. Nhưng mà ở đây có một điều là cái hàm số F này chúng ta cũng chưa biết công thức của nó đúng không? Như vậy là hàm số này cũng là hàm số ẩn. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên M để cái phương trình này, phương trình 4 nhân với F của x bình phương trừ 4x bằng M có ít nhất 3 nghiệm dương phân biệt. Như vậy là bài này nếu như làm bằng phương pháp thông thường thì chúng ta hơi dài đúng không? Thì bây giờ bằng phương pháp ghép trục thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta cũng làm như vậy, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải biến đổi cái phương trình này về dạng là f của x bình phương trừ 4x bằng m trên 4. Thầy biến đổi cái phương trình này về dạng là f của x bình phương trừ 4x bằng m trên 4. Và thầy đặt là hàm số r là bằng cái f này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lập cái bảng biến thiên của ru theo u. U là gì? X bình phương trừ 4x. Không khác gì bài khi này. Thầy đặt u bằng x bình phương trừ 4x. Thì đào hàm u phẩy sẽ bằng 2x trừ 4. Thế thì chúng ta có u phẩy bằng 0. Khi và chỉ khi 2x trừ 4 bằng 0. Ta được x bằng 2. Bây giờ chúng ta cũng lập một cái bảng xếp thứ tư các giá trị của U. Như các em nhìn thấy xếp này. Thầy lập khác lúc này một tí, tức là thầy cho cái giá trị trừ 4 này trước. Thì bây giờ các em nhìn này, đến bây giờ là các em hình dung là x trên này là U nha. X trên này là U. Thì bây giờ các em thấy là U mà lớn hơn trừ 4 thì có những cái điểm nào là điểm cực trị các em? Trừ 2 không đúng không? Thì các em ghi vào. Nhưng mà các em để ý cho thầy tiếp một tí. Tại sao U được bằng 0? Là tại x bằng 0. Thì các em thay vào đây các em được U bằng 0. Như vậy là U từ 0 đến 4. U từ 0 đến trừ 4. Có mấy giá trị nhìn lúc trục khoanh?
u từ 0 đến trừ 4 thì có trừ 2 đấy em này. Chúng ta ghi trừ 2 vào. Như vậy chúng ta lập xong rồi đó. Đây là cái bước quan trọng để chúng ta lập cái bảng biệt thiên của hàm số RU. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ chúng ta lập bảng lập trụ. X này, U này, RU này. Đây là RU chứ không phải RX nha các em. Bây giờ chúng ta dựa vào cái chiều biến thiên của hàm số F để chúng ta lập cái chiều biến thiên của hàm số RU. Chúng ta lập từ từ. Bây giờ từ tại 0 này. Tại U bằng 0 các em nha. U bằng 0 này. U bằng 0 thì RU sẽ bằng 3 đúng không? Và đồ thì đi lên đến dưới vô cực. Bây giờ là từ trừ 2 đến 0. Trừ 2 đến 0 các em này. Trừ 2 đến 0 thì đồ thì đi xuống. Chúng ta vẽ đi xuống. Mà tại trừ 2 thì chúng ta cũng có RU bằng 2. Bây giờ chúng ta lập tiếp từ trừ 4 đến trừ 2. Trừ 4 đến trừ 2. Đồ thì đi lên. Đi lên tại trừ 4 thì giá trị cực tiểu là âm 2. Rồi, tiếp tục. Em thấy từ trừ 2 đến trừ 4 thì đồ thị nó đi xuống. Này. Đi xuống này thì mình vẽ là đi xuống. Chứ mình vẽ đi lên, đúng không? Đi xuống. Tại x bằng trừ 2 thì r cũng bằng trừ 2 các em này. Trừ 2 này thì r cũng bằng 2 nha các em. Bây giờ từ 0 đến trừ 2. Các em nhìn này, bây giờ từ 0 đến trừ 2, từ 0 đến trừ 2 thì đồ thị nó đi lên đấy các em, đi lên này. Trừ 2 đến 0 thì đồ thị đi xuống, mà từ 0 đến trừ 2 thì đồ thị nó đi lên, vì vậy thì chiều đi lên. Tại 0, tại U bằng 0, U bằng 0 thì RU sẽ bằng âm 3, RU sẽ bằng âm 3. Như vậy mình vẽ xong rồi, thì bây giờ người ta hỏi, cái điều gì? Tôi hỏi là phương trình này có ít nhất 3 nghiệm giới phân biệt. Thì bây giờ các em sẽ để ý cho thầy một tí. Số âm 3 thì thấp hơn âm 2. Các em để ý nè. Số 2 này thì các em vẽ cho nó ngang bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm điều kiện để phương trình có ít nhất 3 nghiệm giới phân biệt. Điều đó có nghĩa là đường thẳng nó phải cắt cái đồ thị này các em này, cắt cái đồ thị này tại ít nhất là 3 nghiệm giới phân biệt. Nhưng mà bởi vì tại U bằng 0 thì RU bằng âm 3. Và bây giờ thầy cho nó dịch xuống dưới này thì các em cứ cắt tại một điểm này. Hai điểm, ba điểm này. Mà thầy dịch lên đây này. Thì chúng ta được là tại điểm trừ 2 này các em này. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Thì dịch lên đây này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 điểm cắt này. Thì dịch lên đây này. Thì chúng ta được 1, 2, 3 này. Thì dịch cao hơn số 2 này. Tức là M phần trên 4 mà lớn hơn 2 thì nó chỉ cắt tại một điểm ở cái nhánh bên phải này thôi. Như vậy là không thỏa điều kiện bài toán. Như vậy là để cái phương trình trên có ít nhất 3 nghiệm phân biệt thì cái đường thẳng này nó phải cắt cái đồ thị tại ít nhất 3 điểm có khoanh đầu dương. Thì như vậy nó sẽ lớn hơn. Lớn mấy các em? Lớn hơn trừ 3, đúng không? Phải lớn hơn trừ 3 các em này. Chứ bằng trừ 3 không được. Bằng trừ 3 thì cắt tại một điểm, hai điểm thôi. Lớn hơn trừ 3. Nhưng mà nhỏ hơn hoặc bằng 2. Thì như vậy nó cắt tại ít nhất 3 điểm mà có khoanh đối dương. Bởi vì số U không nó nằm đây. Thì cái điểm này là có khoanh đối dương ấy. Những cái điểm cắt này có khoanh đối dương các em này. Thầy chấm cho các em thấy thì chúng ta chiếu lên trục U thì chúng ta thấy rằng là nó có khoanh đối dương hết. Số 0 nằm đây. Bây giờ chúng ta trình bày tiếp. Vậy thì phương trình, phương trình ban đầu tức là thầy biến đổi rằng là f của x bình phương trừ 4x bằng m trên 4 có ít nhất 3 nghiệm dương
khi về chỉ khi đường thẳng y bằng m trên 4 sẽ cắt cái đồ thị RU mà chúng ta đã lập ở bảng vệ tinh này. Thấy ít nhất 3 điểm có u dương. Tương đương với là m trên 4 sẽ lớn hơn trừ 3 nhỏ bằng 2. Tương đương với là m lớn hơn trừ 12, chúng ta nhân cả 3 vế này 4, sau đó chúng ta bỏ mẫu vì số 4 là lớn hơn 0. Như vậy chúng ta được là m lớn hơn trừ 12 và nhỏ bằng 8. Vậy thì m nguyên, thì m sẽ lấy các cái giá trị từ trừ 11 cho đến 8. Thì các em thấy mấy giá trị các em? Từ trừ 11 mà đến 1 đó là có 11 giá trị đúng không? Rồi từ 1 đến 8 là có 8 giá trị nữa. Là 19 giá trị đúng không em? 19 giá trị với thêm số 0 nữa là 20. Vì có 20 giá trị nguyên m, chúng ta chọn đáp án, đó chính là đáp án C. Chúng ta kết thúc câu 2. Như vậy qua bài này thì cái bài vừa rồi thì các em thấy giống nhau ở cái điểm đó là chúng ta phải tìm cách sắp xếp các giá trị u theo x. Sau đó chúng ta lập bảng ghép trục và cách làm như nhau. Vậy thì từ đây chúng ta có thể đưa ra một cái phương pháp để chúng ta dễ nhớ như sau. Bây giờ chúng ta rút lại cái phương pháp để chúng ta nhớ giải cái dạng toán này. Tức là chúng ta đi lập bảng thiên của hàm số RU bằng FU. Trong đó U thì bằng UX. Cách làm như sau. Trước hết là chúng ta sẽ hiểu cái bài toán này thường cho đồ thị hàm số F hay là bảng biến thiên của hàm số. Có thể người ta cho đồ thị của đạo hàm hoặc dấu của đạo hàm của hàm số F. Từ đó ta tìm các điểm cực trị của hàm số. Mấu chốt của việc xét dấu đó là phải tìm được các điểm cực trị của hàm số. Thì để làm được điều này thì chúng ta thực hiện các bước sau. Bước 1 là chúng ta đặt u bằng ux. Sau đó chúng ta tìm nghiệm u phẩy. Giả sử chúng ta có 4 cái nghiệm A1 nhỏ hơn A2, nhỏ hơn A3, nhỏ hơn A4. Sau đó chúng ta tính các cái giá trị U1, U2, U3, U4 tại các cái điểm A1, A2, A3, A4 như ở trên. Sau đó chúng ta chuyển sang bước 2. Chúng ta dựa vào bảng biến thiên của F thì sắp xếp U vừa tính, không có thứ tự nữa cả. Bước tiếp theo là chúng ta đi lập cái bảng ghép. Bước 3 là lập bảng biến thiên ghép trục để kết luận. Thì thầy nói các em đầu tiên các em lập cái bảng là gồm có x và ux như cái bài tập của thầy ấy. Thì thầy có nói bước 2 là dựa vào bảng biến thiên của fx thì sắp xếp u vừa tính không thứ tự như hai dòng ở bước 3. Cái u này các em này, các em hiểu giống như x như vậy nhá. Sau khi xếp xong thì u này có như x. Sau đó chẳng hạn như đây là một cách xếp các em. Trong đó u 1, u 2, u 3, u 4 là các cái điểm giống như x ở trên đồ thị của hàm số F. Sau đây thì lập cho các em vài cái kiểu mà đồ thị đi lên đi xuống. Chứ đúng ra là chúng ta phải có đồ thị thì chúng ta mới vẽ được cái chiều này các em này. Như vậy thì thầy đã hướng dẫn cho các em xong cái cách lập cái bảng biến thiên của hàm số hợp thứ u. Và kết quả cuối cùng là chúng ta có cái bảng biến thiên, cái chiều đi lên đi xuống và các cái điểm cực đại hoặc là giá trị cực đại hoặc là cực tiểu, giá trị cực tiểu đấy, chẳng hạn như thế. Thì từ đây chúng ta sẽ giải cái bài toán của hàm số u theo hàm số hợp. Đó là những cái bài toán thường là tìm điều kiện để phương trình có nghiệm này, đồng biến ngược biến, tìm cực đại cực tiểu, hoặc là có thể chúng ta tìm số tiệm cận đứng hoặc tiệm cận ngang vân vân. Chúng ta có thể vận dụng cách này để chúng ta giải các cái bài tập cho nó nhanh. Điều khó đối với bài này là các em phải nhớ cách làm, phải hiểu cách làm.
thì chúng ta, nếu chúng ta không nắm vững, không hiểu cặn kẽ thì chúng ta không nên làm cách này, mà chúng ta làm cách truyền thống để cho nó chắc chắn chính xác. Như vậy thì video kết thúc. Hôm sau thầy sẽ tiếp tục sửa cái bài tập, cái dạng này để các em nắm thêm một số vấn đề nữa. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.